À, để nối tiếp cho một cái video mà mình vừa mới làm về cái việc là sử dụng mô hình để mà có thể là phân tích thêm đường giá của Bitcoin nó sẽ trong tương lai nó sẽ như thế nào, thì chúng ta sẽ xem một cái mô hình nữa, đó là cái mô hình khá nổi tiếng trong thời gian gần đây, đó là cái mô hình Wyckoff. Đấy, thì Wyckoff thì nó sẽ chia ra làm hai cái pha chính, một cái pha nó là pha tích lũy, một pha là phân phối. Thì theo những thời điểm hiện tại thì chúng ta đang nằm ở trong cái pha gọi là pha tích lũy. Thì mọi người có thể nhìn thấy trong cái giai đoạn này thì sẽ có những nó sẽ có một cái lần mà lao xuống rất là mạnh. Đấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó rất là mạnh, sau đó là hồi lên một cách gọi là tự nhiên, rồi là các cái lần test thị trường ở trong một cái khoảng thời gian rất là dài, rồi sẽ có một cái nhịp đâm rất là mạnh đi xuống, đó rất là mạnh đi xuống, sau đó bắt đầu là sẽ có những cái đợt hồi giá rất là rích rắc như này. Nó cũng không hồi một cách là mạnh mẽ ngay đâu, mà nó sẽ liên tục và nó rũ thị trường, nó rũ những cái người mà người ta không bán được ở trên này, người ta chưa chưa cắt lỗ trên này được, và khi mà giá xuống đây thì người ta rất là hoảng sợ. Thì khi nó lên được một chút thì người ta sẽ cắt lỗ ở đây. Đấy, người ta sẽ cắt lỗ ở đây hoặc ở cái tầm này khi mà giá nó lao xuống. Người ta sẽ có những cái đợt nó rũ thị trường ở tầm này. Ừ. Thì một lát nữa chúng ta sẽ cùng quay lại với cái biểu đồ của Bitcoin để so sánh. Đấy. Và khi mà cái thị trường các cá mập họ họ test được cái sức mua của thị trường rồi thì lúc này nó sẽ làm cho những cái nhịp tăng lên. Đấy, cái SOS này là cái gì nhỉ? Là cái khoảng thời gian mà tăng tăng trưởng, bắt đầu từ đây thì sẽ có những cái đợt tăng trưởng. Ừ. Ok, quay lại cái biểu đồ của Bitcoin ấy, thì chúng ta cũng có một cái nhịp rất là tương tự đó, từ cái khi mà ngày 19 tháng 5 năm 2021 nó có một cái nhịp giảm xuống dưới 30.000, sâu nhất là ở 29.700. Ừ. Thì cũng có một cái nhịp hồi lên đó, nhịp hồi lên một cách bình thường tự nhiên, sau một cái đợt giảm mạnh thì luôn là có những cái đợt hồi lên tự nhiên. Thì cái này ấy, chính là những cái mà cá mập họ cần test để xem là cái lực mua nó còn có mạnh không. Ừ. Xem là những cái thằng mà diamond hand, là những cái thằng mà lắm tiền đấy, nó có còn bỏ tiền ra nó mua không. Nếu mà bỏ tiền ra mua tiếp tao lại bán tiếp. Ừ. Thì ấy, nó sẽ có những cái nhịp test như vậy nhằm cho chúng ta, những cái người mà nhà đầu tư hay là những cái nhà đầu tư lớn lớn nhỏ gì đó thì cũng đều DCA cái khoảng này cho nó hết tiền đi rồi. Ừ. Không biết là nó sẽ lên hay nó sẽ xuống, và mọi người DCA đây đúng không ạ? Các cái mức thấp này DCA, thậm chí ở đây vẫn có người hô hào DCA. Ừ. Thì ấy, như chúng ta quay lại cho đoạn này, khi mà nó cứ lên lên xuống xuống như thế này thì nó sẽ làm một cái nhịp pump và nhịp đâm xuống rất là mạnh ở đây. Ở cái chỗ spring này, bắt đầu mùa xuân này này thì nó sẽ làm một cái nhịp đâm xuống. Thì hiện tại là chúng ta chưa có cái nhịp đâm xuống mạnh như vậy. Cũng có thể là cái nhịp vừa ngày hôm qua nó làm cái nhịp đâm xuống mạnh như vậy rồi, khi mà nó tạo ra một cái nến doji ở đây. Tất nhiên là nó hoàn toàn là có thể lao xuống dưới 30.000 một lần nữa rồi rút dâu lên. Đấy, rút dâu lên rất là mạnh. Ừ. Rất là nhanh ở đây thôi, giống như một cái cây nến như thế này thôi. Đấy, để và cái thời điểm này cũng là cái thời điểm mà cái lực mua bán nó cũng đang rất là thấp. Ừ. Cái lực mua bán rất là thấp so với lại cái đợt mà tăng trưởng gần đây. Ừ. Thế thì cái thời điểm này là cái thời điểm mà cá mập nó rất dễ làm giá, khi mà cái lượng người mà mua bán không còn nhiều nữa thì cái thị trường ấy nó chỉ có giao dịch trong cái khoảng tiền nó không có quá lớn thì cá mập họ dễ dàng thao túng hơn. Đấy. Và nếu mà nó có một cái nhịp lao xuống ở trong cái thời gian ngắn hạn tiếp đây thì nó sẽ có những cái nhịp đi lên. Ừ. Nó sẽ có một cái nhịp lao xuống như thế này, sau đó sẽ nhịp đi lên và đi lên như thế này. Đấy, giống như cái đoạn ở đây đúng không ạ? Đúng là ở đây. Và sau đó nó sẽ liên tục nó đi lên như thế. Và chúng ta sẽ nhìn thấy rằng giá nó sẽ sau khoảng 1 tháng, 2 tháng nữa thì giá nó sẽ lên khoảng 48 50.000. Ừ. Trong cái khoảng nhá, từ 48 đến 50.000 chúng ta sẽ nhìn thấy như vậy. Đó. Thì đấy là cái kịch bản mà theo như là cái Wyckoff. Wyckoff này nó khá là nổi tiếng. Tuy nhiên là mọi người nên chú ý này. Tất cả những cái mô hình này ấy, thì như mình đã nói rồi, nó chỉ đúng khi mà giá đã chạy xong, tức là nó chỉ đúng khi mà giá nó đã hoàn thành rồi, chứ nó không thể nào mà có thể là dự đoán chính xác được giá nó sẽ như thế nào. Nó chỉ là cái tài liệu tham khảo thôi. Những cái mô hình này nó được sinh ra bằng cái cách là người ta sử dụng những cái gọi là gì, những cái thống kê trong lịch sử, khi mà nó thường xuyên xảy ra những cái điều tương tự như thế này. Đó.
Nhưng mà thống kê thì nó chỉ chọn những cái có xác suất đúng cao chứ không phải là nó là 100% đúng. Và cái thứ hai nữa là với các cái mô hình như thế này ấy, thì cái mập họ hoàn toàn có những cái quyết định dựa theo cái tình hình thực tế. Đấy. Ví dụ ở thời điểm này nếu mà cái lực mua nó vẫn cứ tiếp tục đi lên đó, các cái nhà đầu tư vẫn cứ tiếp tục mà bắt đáy ở đây, vẫn cứ tiếp tục mua, cái lượng mua vào nó rất là lớn, mọi người vẫn chưa hề hoảng sợ, thì nó sẽ tiếp tục làm cho giá nó đi xuống nữa, để đến khi nào mà không còn cái lực mua nữa, cái lực mua rất là yếu ớt, thì lúc đó họ sẽ bán ra, họ sẽ đi mua vào. Đấy. Thì lúc này họ sẽ đi mua vào ở cái lúc mà người ta hoảng sợ nhất. Ừ. Đúng không ạ? Thì vào rồi bắt đầu là họ sẽ pump cái Bitcoin lên. Ừ. Thì hoàn toàn là nó có thể là chờ thêm 1 tháng 2 tháng nữa để mà nó mới bắt đầu thực hiện cái cú pump đó, bởi vì là nếu mà cái thị trường nó vẫn còn đang rất là hưng phấn, rất là nhiều người vẫn đang nói là tôi vẫn đang DCA cái khoảng này, đấy, bắt đi không lỡ tàu vân vân, thì nó còn tiếp tục là nó còn đâm nữa đấy. Thì mọi người nên chú ý ở cái khoảng thế. Thế thì theo hai cái video thì chúng ta hoàn toàn thấy là nó hoàn toàn là có cái cơ hội để nó đi lên được những cái nhịp cao hơn để chúng ta có thể thoát hàng. Chúng ta không bao giờ thoát hàng an coin ở khoảng này. Đấy. Như mình đã nói là an coin và bitcoin nó sẽ có những cái pha lệch nhau. Kể cả là bitcoin bây giờ đang có những cái tín hiệu xấu nhất thì an coin hoàn toàn là có những cái nhịp pump lên rất là mạnh mẽ trong cái thời gian tiếp theo. Đó. Thì chúng ta không bao giờ bán an coin ở cái thời điểm thấp như thế này. Kể cả là đang chia 2, chia 3 gì đấy đi nữa. Thì chúng ta cũng chờ lại, ít nhất nó hòa lại với cái giá chúng ta đã mua để chúng ta có thể thoát hàng được một phần. Đấy, thoát một phần đi nhá, thoát một phần cái gánh nặng đi để chúng ta lấy lại được cái gốc. Đấy, sau đó là chúng ta giữ lại một phần, và nếu mà nó có tăng lên nữa thì chúng ta có lãi ở cái phần đó. Đấy, để mặc dù là có thể là nếu mà chúng ta cứ ôm hết ấy, mà giá nó cứ tiếp tục đi xuống trong khoảng 3 4 tháng, thậm chí là 6 tháng đi nữa, bây giờ mới 1 tháng mà chúng ta đã mệt mỏi như thế này rồi ấy, đã cảm thấy rất là mệt mỏi rồi, thì liệu 2 tháng 3 tháng nữa chúng ta có còn khỏe mạnh không ạ? Lúc đấy tiền lãi là chỉ mang đi để chữa tim thôi. Tim nó là quá to rồi. Ừ. Vì là gồng gồng lỗ quá là lâu. Đó. Với những người mà chúng ta dùng đòn bẩy lớn hoặc là vay vay nợ chẳng hạn, thì chúng ta nên là chờ một thời điểm mà giá altcoin nó trở về với gần với cái mốc, hoặc về với cái mốc mà chúng ta mua vào, chúng ta thoát hàng, thoát một phần nhé. Ta không nên giữ quá lâu. Đó. Thoát đi để thị trường nó còn bay nữa. Ok, trong cái thời gian gần đây thì rất là nhiều bạn cũng cũng tin tưởng vào cái thị trường này và có bình luận ở trên cái trang của mình khi mà mình đưa ra những cái gọi là phân tích về cái thời gian khoảng thời gian ngắn hạn. Ừ, chúng ta ngắn hạn chúng ta hoàn toàn nhìn thấy là nó không có một cái dấu hiệu gì để có cái sự bật lên cả, chúng ta nhìn vào cái khung 4 giờ nhé. Ngắn hạn hơn một chút thì chúng ta nhìn vào khung 4 giờ là chúng ta thấy này. Đấy, liên tục vào những cái đáy sau nó đi thấp hơn đáy trước rồi. Đấy, và đỉnh sau thì cũng chưa cao hơn đỉnh trước, vẫn đang thấp hơn này, vẫn đang lao xuống này, thì chúng ta chẳng có cái dấu hiệu gì để mà có thể nhận xét được nó đang tăng trưởng cả. Đấy. Và cái mốc mà ngày hôm qua mình nói là 30 tầm 34.500 này nó không giữ được thì nó lại tiếp tục nó lao xuống 34.000 33.000 đấy. Thì nó lại tiếp tục là tạo ra một cái, nó phá vỡ một cái trend tăng ngắn hạn rồi, bây giờ nó lại tiếp tục một cái trend giảm rồi. Ừ. Nhưng mà trong dài hạn thì chúng ta hoàn toàn là có những cái cửa đi lên rất là sáng. Đấy. Thế mọi người cứ đưa cho mình những cái chiến lược nó phù hợp. Ở đây hoàn toàn là những cái quan điểm cá nhân của mình thôi. Đấy. Nếu ai cảm thấy là tôi cũng có cái ý tưởng giống như ông, thì chúng ta cùng theo dõi xem. Ừ. Thế còn nếu mà chúng ta cảm thấy nó khác biệt quá, chúng ta có thêm một cái góc nhìn thôi, không vấn đề gì cả, đúng không ạ? Trong cái thị trường này ai cũng có quyền vẽ lên, ai cũng có quyền vẽ xuống, không ai được nói là mày vẽ sai rồi, theo ý tao phải thế này thế kia, bởi vì nó là quan điểm cá nhân. Ừ. Chúng ta đều là được tự học, hay là chúng ta học của thầy những cái phương pháp phân tích rồi. Đấy. Thế nếu mà chúng ta áp dụng vào nó mà chúng ta kiếm được tiền thì nó là cái điều đúng, chúng ta không nên cãi nhau làm cái gì cả. Đấy. Gần đây thì cảm ơn các bạn đã rất là quan tâm và ủng hộ kênh. Hy vọng rằng là kênh sẽ sớm đạt được 8.000 sub trong thời gian sắp tới, trước khi mà Bitcoin lên đến trước khi Bitcoin là có cái sự hồi phục lên đến tầm vượt qua được cái 42.000. Đấy. Hy vọng hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.
Bye bye.